là ở bên núi lên mình đi đá vôi ạ, núi lên mình đi đá vôi và vừa rồi nó có mưa, nó đổ ở bên dưới xuống, nó sẽ có những cái màu trắng ở trên đá nó sẽ xuống, nó tạo thành bọt nước khác và ăn vôi trên đỉnh, lên đỉnh núi rồi. À, có thể nói là anh chị khá là may mắn đấy ạ, bởi vì là nhà mình 5 giờ là Tràng An em là ngừng bán vé, nhưng nhà mình đến với Tràng An là 5 giờ kém 10, cô bán vé là nhà mình thấy là cô ấy đã khóa cửa cũng ở bên ngoài rồi ạ. Đến muộn hơn một chút thì có lẽ là sẽ phải thắc mắc Tràng An lần sau đúng không ạ? Anh chị nhà mình là em yêu là miền đúng không ạ? Vâng. Hôm nay gia đình là về miền Bắc và du lịch đấy ạ. Vâng, ở buổi tiền là các cô lái đò này, các cô đi khách rất nhiều, những cái lái chèo cũng là nên là những cái đò không được, họ hay thường xuyên vừa thì họ đi xuống với các cô lái đò cả người.